Cán bộ y tế chỉ sử dụng một que tampon ngoái mũi cho nhiều người khiến người dân hoang mang. Mới đây, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khoảng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc cho biết, đơn vị đang chuẩn bị xét kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1985, là nhân viên thủ kho, khoa cận lâm sàng, do sai sót về chuyên môn nghiệp vụ trong lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trước đó, tại Hậu Lộc xảy ra ổ dịch, ngành y tế đã khẩn trương truy vết xét nghiệm, triển khai test nhanh, tầm soát cho toàn bộ người dân trên địa bàn thị trấn. Vào thời điểm trên, bà Xuyến được phân công lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở khu Trung Thành và chỉ sử dụng một que tampon ngoái mũi cho 4-5 trường hợp khiến người dân rất hoang mang, lo lắng. Nhận được tin báo, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng đến tận nơi, yêu cầu bà Xuyến hủy toàn bộ các mẫu xét nghiệm thực hiện sai quy trình, đồng thời chỉ đạo cán bộ, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại cho người dân theo đúng quy định. Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Mai Đình Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc Thanh Hóa cho rằng, tại thời điểm xảy ra sự việc, do bà Xuyến lần đầu tiên đi lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 nên đã nhầm lẫn giữa mẫu gộp và gộp mẫu của tất cả các thành viên trong gia đình. Rất may không có ghi nhận trường hợp F0 nào phát sinh tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm. Ông Quế cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế huyện cũng đã báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc. Đơn vị đã họp hội đồng xét kỷ luật để xem xét xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Xuyến. Khi có quyết định thi hành kỷ luật sẽ cung cấp cho báo chí sau. Trước đó, vào tháng 2 năm 2021, bà Nguyễn Thị Xuyến cũng đã bị Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm bảo quản vận chuyển vaccine. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, mới đây Sở Y tế Thanh Hóa cho biết vừa có thêm một nữ công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt ở huyện Nông Cống tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Nữ công nhân vừa tử vong quê ở thị trấn huyện Nông Cống được điều trị khi bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine Verocell mũi 2 phòng COVID-19 từ ngày 23 tháng 11 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Liên quan công tác điều trị cho các trường hợp bị phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết các giáo sư bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai đang hỗ trợ tích cực cho ngành y tế tỉnh Thanh Hóa trực tiếp hội chẩn các ca bệnh. Nữ bệnh nhân vừa tử vong dù đã được hỗ trợ ECMO nhưng do diễn biến bệnh quá nặng nên không qua khỏi. Đây là bệnh nhân thứ tư tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống. Như báo chí đã đưa tin, để đánh giá nguyên nhân các trường hợp phản ứng nặng sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt, ngày 25 tháng 11, Sở Y tế Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân. Sau khi nghe báo cáo tổ chức tiêm chủng và các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine nêu trên, ý kiến của các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai và các chuyên gia của Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các thành viên hội đồng tư vấn chuyên môn, hội đồng kết luận. Ngày 23 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống đã tiêm vaccine Verocell phòng COVID-19 mũi 2 cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt. Công tác tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vaccine, theo dõi sức khỏe sau tiêm được thực hiện theo quy định. Chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vaccine, theo dõi sức khỏe sau tiêm vaccine. Có 10 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine đều được phát hiện trong thời gian theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng, được xử trí cấp cứu, điều trị theo phương án xử trí và theo phác đồ quy định của Bộ Y tế. Đến nay đã có 4 trường hợp tử vong, 6 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân các trường hợp tử vong là do sốc phản vệ sau tiêm vaccine Verocell phòng COVID-19. Sở Y tế Thanh Hóa đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này tạm dừng tiêm vaccine Verocell lô B202110-3398 trên phạm vi toàn tỉnh, trong khi chờ Bộ Y tế quyết định về việc xử trí đối với số vaccine Verocell thuộc lô nêu trên, giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu vaccine Verocell lô nêu trên theo hướng dẫn của Chương trình Tiêm chủng Quốc gia gửi Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm để kiểm định.